Nào, hôm nay chúng ta đi ăn xúc xích cùng bạn Ken Ken nhá. Ăn chả cá cùng Ken nào. Nóng không con? Nóng không? Ngoan. Nóng không ấy. Con làm sao lại u vào tao? Đâu mà đang sưng đây này. Anh Huệ, anh ơi, ăn. Wow, đầu vào tường sưng rồi, hoan hô chung đội. Ngon không con? Ngon như nào? Ngon tuyệt vời ấy nhỉ. À, Ken mời các bạn ăn xúc xích nào, ăn chả cá nào. Ui, cắn đi chứ. Đúng rồi, cắn ít một rồi. Ôi, đừng lau quần áo, đừng lau quần áo nó bẩn lắm ấy. Đây con lau vào khăn này này. Mang tay lên khăn đi. Cho tay lên khăn nào. Đúng rồi, đấy, lau vào đây, nhớ chưa? Ok men. Ngon không con? Ngon như nào? Ngon tuyệt vời á. Ngon nhỉ. Nóng không? Nóng. Nóng thổi nào. Rồi. Hả? Như nào? Ngồi ăn đi. Ngon không con? Ngon tuyệt vời nhờ. Đây các bạn thấy chưa? Đây đầu bếp đây. Đây đầu bếp xinh gái nhá. Đây đang làm khoai tây chiên này, xúc xích này, chả cá này. Nào, bà già này quay mặt ra xem nào. Đấy bà già răng không có răng đây này. Ông già. Ông già đi ra phải có răng. Rồi, bạn Ken đang ăn đây. Ông Ken. Ông ơi. Ông ơi, ông ơi. Cất nào. Cất luôn nha, thế không cần đũa nữa à? Không cần đũa, đũa nữa thì bố cất đi nha. Ok không? Bố cất nha. Con cắn đi. Ngon không con? Ngon như nào? Con tuyệt vời đúng không? Đấy nha. Mời các bạn. Bye bye. Mời các bạn ăn chả cá nha. Thôi chào, chào các bạn đi. Ăn nhau. Chào các bạn đi nào. Bye bye. Ngon quá các bạn ạ. Ngon quá các bạn ạ. Ngon như nào? Ăn tuyệt vời. Ngon tuyệt vời đúng không? Lắm các bạn ạ. Mời các bạn. Chúng mình ăn xong mua máy xúc nhờ, chơi máy xúc nhờ. Đúng không?